Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà. Em chào các ông bà, cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog. Cả nhà ơi, bây giờ nó dắt. Bữa nay em dắt mấy đứa cháu em đây nè, giờ nó qua coi rồi nó kéo qua nhà hơi rồi kìa cả nhà. Thế là giờ nó đồ chơi nhà hơi cả nhà. Ok, đó. Cái này đó. Nó vô nhà hơi kìa, nó sung lắm rồi kìa coi kìa. Chuột ơi, con chào các bạn đi. Chào các bạn. Nhà hơi nha. Rồi, trời ơi, nó vô nó náo loạn cái nhà hơi luôn rồi coi kìa. Con để lúc nào đi, đồng hồ mình lại mình uống. Lên lên đi. Ok cả nhà ơi đó. Trời ơi quá trời. Thôi rồi. Thôi rồi. Quá trời ơi cả nhà hơi kìa. Quá rồi. Thôi rồi đứa nào nó đi vô nhà hơi nó nhúng hết trơn rồi. Thôi ok nè. Đứa nào quá trời đứa nào nó cũng khoái lên nhà hơi hết trơn rồi. Ok. Ok. Mấy đứa con em coi nè. Mê luôn. Nhảy nó mệt không chuột? Mê lắm cả nhà coi nè. Đứa nào nó cũng mê vô cái nhà hơi. Ui vậy. Ok, chuột nó trèo lên cái trên luôn rồi. Mà dẫn mấy đứa này đi vô đây thôi thôi. Mê ngút ngàn luôn rồi. Con tí ra được. Em ơi. Đâu tụt đâu rồi. Em ơi. Thôi rồi. Ngay đây. Thôi rồi. Trúng á. Trúng á. Ồ quá rồi. Quá rồi. Ôi. Ôi trúng à. Trời ơi chuột quá rồi. Quá rồi. Té. Một tên. Quá trời ơi coi kìa. Coi chuột vô đây nó nhảy không? Nhảy giờ lại. Mệt cũng chết luôn. Ôi ôi, hầu quá trời. Chơi em đi xuống đây em ngồi rồi, không có chơi rồi, chuột rồi xuống kiếm nước đã không có lên nữa rồi kìa. Ok chị ba xuống chơi cái khác đi, mấy đứa xuống chơi khác thì xin chơi hoài hả? Không mệt hả? Chơi rồi nó chơi nó không mệt rồi. Không chơi nó cũng mệt luôn. Rồi đó. Mệt rồi qua chơi chạy xe đi, qua lấy xe đi. Đó. Đi đâu rồi? Đi qua chơi xe đi. Xe đụng đó. Con chơi gấp bánh. Gấp bánh luôn hả? Ừ, gấp bánh đó thì con gấp đi, gấp đi, đi qua gấp đi. Kiếm đâu? Ai biết kiếm đây? Nó nằm đâu trong kẹt á, coi đây. Con lấy cho em. Đó, bây giờ chán không chơi nhà banh nữa, không chơi nhà hơi nữa. Đó. Nhà bánh. Lấy mấy xu. Con lấy mấy xu. À hả? Thì sao mới đầu đưa ba giờ đưa nhiều dữ hả? Anh ta ăn quá hả? Rồi cho con 3 xu nữa đó. Rồi. Từ từ đứng xếp hàng đi. Con chơi nó gì lại lấy thêm 3 xu nữa đây. Đó, mỗi đứa 3 xu nè, đứa nào nó không có lấy là đứa nó nhịn nha. Để trên khỏi đây với trên với chuột luôn đó được rồi. Rồi đứng đợi xếp hàng. Đứng xếp ra ngoài đi cho anh cây gấp trước đi. Rồi bị hụt rồi. Từ từ đi ra đi ra đi ra. Chuột đi ra. Rồi hai bịch luôn. Trời ơi. Nhưng mà cái này cái nó lên tới nơi rồi nó lắc cái là tự nhiên rớt.
đây giờ tới chuột cái na đó chị ba canh, khoan đó chị ba canh cho chuột. Rồi đó chị ba canh cho chuột nha, gái canh đàng hoàng. Rồi rồi từ từ đó chị ba canh xong cái đã. Rồi đưa xuống. Hụt nữa nè. Giờ nói chưa, nó giật quá. Rém dúng rồi. Tiên con mát đi. Em từ từ đừng có cho nó giật cái dây quá. Rồi xong. Ủa mấy thẻ mới có 2 thẻ mà hết rồi hả? Rồi chạy đi mua nữa rồi kìa cả nhà. Đó. Đi nữa con. Lấy cho nó 3 thẻ nữa đi cho chẳng luôn chị. Rồi. Đó, lại nó 3 thẻ nữa rồi đó. Tao nó dùng. Chưa được. Canh rồi. Ủa trên được mấy thẻ vậy mà bỏ vô đây. Ủa rồi nãy giờ con có lấy nữa hả? Con 2 chung á. 2 chung. Rồi con lấy con chị con ngân cái gì? Hay là con lợi cô mua? Lấy con thẻ à? À. Rồi được được đó. Được rồi. Rồi dính. Rồi đó. Rồi. Rồi tới em này. Rồi chuột đứng xa ga. Chuột đứng xa ga tao cho chị Tiên. Rồi tới chị Tiên đây. Rồi mỗi đứa 3 thẻ, đứa nào gấp qua ăn. Còn đứa nào không gấp thì kìa. Không dính thì cho nhịn. Dính. Kéo qua. Vô một em giỏi. Rồi cầm vô. Đừng để cho Tiên xong đi tới con mới xong mà con không có được bịch nào rồi. Canh nha, con canh ngay. Từ từ chuột ơi. Ủa không dừng 2 gấp 2 bọc luôn. Không chết bớt. Cái bịch thôi lôi cho đó. Bịch cà chua. Không, cái bên cái bịch trắng á, bịch ấy á. Chết nữa rồi. Nó thấy chưa. Rồi được 1.000. Rồi giật tới chuột nữa hả? Rồi nó giật nữa. Không, nhiêu thôi, quy định nhiêu đó à. Rồi đừng có thấy coi đừng có mày làm cái gì. Rồi đó. Gấp gì hết chưa? Tới chị ba canh cho. Tới chị. Được chưa? Rồi mắt luôn đó. Khỏi chơi á. Chết nữa rồi, thấy chưa? Nãy thấy cái bịch này nè. Bịch nó thấy cái bịch cho lôi bịch trắng nằm cho đó nó chọn chỗ lỗi đó. Rồi vướng cầm dây rồi kìa. Vướng cầm dây. Rồi. Xong. Rồi xong, rồi né ra. Né ra tới chị nè, tới Ngân nè. Ngân gấp cho con. Kìa, con chị ba cho con kìa, lấy cái bánh của chị ba đây kìa đó. Không mẹ không phải đổi với chị Tiên, không ăn thì đổi với chị Tiên đó. Ừ đó ơi, đúng rớt bỏ thẻ ra đi rồi lắm. Hên chị mở con chơi xe đụng rồi. Ok từ từ. Trời chị gấp cho xong cái đã. Rồi xong. Hết rồi, thẻ chị Trinh lấy rồi. Rồi chia rồi. 20 ngàn được 3 bịch. Rồi giờ bắt chơi gì nè. Gấp. Chị ơi. 2 xe thôi. Rồi 3 xe. Rồi chuột chứ ngăn không. Rồi chuột ngồi đi. Rồi Tiên chết. Rồi đây ba chết. Dành hả? Rồi mới thằng này. Rồi. Rồi đó giờ tới ba chị em đi chơi. Bốn chị em bay. Bốn chị em đi chơi xà đụng nè. Đụng nè. Đánh. Cần. Quay lại, quay lại. Chuột ai làm gì làm đó ngồi ăn kìa. Ơ kìa. Ừ. Rồi mắc kẹt luôn rồi. Nghe lại tiếng nha. Ừ, ngăn nghe lại. Nghe qua. Rồi, nghe sai sai nha. Thôi. Đúng. Đúng. Sao nó đụng đâu quá vậy? Để giá đụng lên đi bỏ. Đúng. Ai, giống quá kia trời.
lên xe chị ngồi ăn thôi. Đó. Đó, trời ơi. Chạy vô góc kia, nhìn góc học góc kìa. Đụng nó, đụng nó, đụng nó. Vòng lại kia, chạy thẳng lên kia. Ừ, chạy thẳng lên kia. Thẳng lên kia rồi vòng lại. Ừ. Cái ổ đít nữa giờ nào, ổ đít nào, ổ đít nào, ổ đít nào. Kinh. Kinh. Ông chuột. Ông chuột ngồi á, vậy cái gì ba xe đi một cục đi. Ba xe dồn luôn cục luôn à. Ừ. Vậy mà đụng lẻ, đụng lẻ cho kìa. À, trời. Cho lái cái này rồi, được chắc đụng mắt không á. Trời ơi. Đụng nữa nè. Dạ bánh đâu đụng nè. Đó. Cho mấy, cho bà mà. Khỏi khỏi mày. Dọn vô cục luôn, trời nè, con đỏ ăn lắm. Khỏi. Đụng nữa nè. Trời chơi chơi vòng hai vòng nữa về cả nhà. Ôi trời ơi nó dồn hơi ba chiếc bốn chiếc cục luôn rồi. Khó gỡ cả nhà. Dồn hơi ba bốn chiếc cục nữa rồi. Giờ để cho nó chơi. Lâu lâu mấy đứa cháu nó mới lên dẫn nó đi. Chứ chuột nói chung là chuột cũng phải đi, chuột đi chơi hoài cả nhà, chuột thì ngày nào. Chuột cũng đi lâu lâu cứ cách 2 3 ngày là chuột cũng đi chỗ này chỗ kia. Đó. Cái gì nữa? Còn nữa chạy tới nữa vậy vòng vòng cái mẹ ơi coi con gái em vui mà vòng 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 kìa. Bánh mực bánh nó trơn rồi. Mấy chục ngàn rồi đó. Quá không có không? Mã chạy chưa? Hết chưa? Rồi hết rồi thì xuống rồi. Tiên hết luôn phải không? Rồi đó, 5 chiếc hết được luôn. Rồi. Rồi vậy là về được chưa? Chơi giáp trò đi về nha. Đi về được rồi. Kiếm gì nữa? Chơi bao nhiêu trò, chơi gì nữa mà còn kiếm nữa. Ừ, thế nè. 5 xe. Xong. Rút chạy đâu chạy nè. Cái gì? Uống trà sữa. Uống trà sữa ở đâu? Ở đây đâu có ai bán trà sữa. Hả? Ở đây đâu có trà sữa đâu, chạy chơi đã rồi giờ khách nước nữa rồi đi kêu mẹ đi kiếm trà sữa rồi cả nhà. Ở đây không có trà sữa. Cái gì con câu cá nữa hả? Con câu cá nữa hả? Con câu cá. Rồi. Con nồi câu cá nữa rồi đó. Con nghỉ câu đi, đi về đi chuột ơi. Đi về uống trà sữa. Em này không đi là con ngẩn luôn hết á. Con đi con ngẩn uống hết mất tiêu rồi kìa. Dễ gì nó phải câu cá rồi lấy giỏ cho nó câu cá cái đi. Đó. Nó giỏ cho em Trinh. Cái gì mà thôi, con mới lớn không có câu, con năm không có câu nữa. Cái đỏ thôi. Ừ rồi con lấy cho con cái con với chỗ câu rồi okay, nó giờ lôi cần đi nè. Đó. Sách cần lôi đi. Đó. Câu chút xíu rồi cả nhà chán bỏ rồi. Đó, tự ngồi. Được không? Ừ. Được, đúng không? Cái con này nó lủng rồi, đất hồi ướt áo, chơi bắt con khác đi. Được không? Ừ. Chơi xong cái này nó lại đi về nha. À, dính con còn gì? Ôi ơi, chị Tiên coi dính hai con luôn rồi kìa. Ừ. Dạ. Thôi con thôi. Ô làm gì? Con này nhúng thôi, con bự rồi, cái này nhúng mấy cái này nếu nhúng không? Lớn thôi. Mấy cái con đó nó con nhỏ nhỏ rồi mà con hồi lên rồi gãy người ta đó, con 70 kg lận á. Con ngồi con nó được. Ừ, cái con ngựa được nhưng mà thôi, nó chơi lớn rồi. Ô chuột câu ai con ơi. Không không không. Nó lên đầu. Mẹ lấy gỗ thính này rồi. Chơi bắt mình. À, chân chân lại vậy. Kéo cá lại là nó
thì mẹ kéo cá lên cho chuột nè. Nó kéo cá lên cho chuột. Đây. Nước văng. Nước văng hút mình. Câu đi. Ổng lên đây lúc nào cũng phải cầu câu cá không? Tôi không giữ được, chuột không giữ được quánh chị chưa? Ở đây. Chị đó nói chị đừng bắt cá em. Để em câu về cho mẹ em nấu, để em câu về cho cá cho cha em. Nấu canh chua cho em ăn. Ủa con cá mặc gì vậy ta? Để hồi mẹ đánh chị đó. Ủa vậy đi con. Để hồi mẹ đánh chị đó, rồi con câu. Ủa hai con. Rồi bị sảy anh con rồi, chuột câu bị sảy anh con rồi. Rồi con đi đâu nữa? Để con đi kiếm con bạch tuộc hả? Bạch tuộc ở đâu mà kiếm? Nè bạch tuộc đây nè, đốt mũi ở đây nè, câu dính bạch tuộc đây nè. Đâu là nó mà tụ. Đừng đâu rồi, mẹ xách giỏ lên đây con chạy lên kia. Câu cá. Nó chỉ đi thiếu con bạch tuộc thôi à. Rồi, mệt đổng quá. Trời bỏ vô luôn đi con ơi, dính gì đó nó có dính đâu. Đùa cá lại đây bớt coi Ngân. Đùa cá lại đây bớt coi. Con nó con gì? Con gì vậy? Con mực ống. Con mực. Ủa đây là cái gì kem vậy? Con mực ống màu vàng á. Con cá gì mày chơi bự vậy? Đừng có đầu thuốc coi nhỏ. Rồi đi coi. Rồi. Đây đây bỏ gỗ cho con đây đây. Cái đó đi. Cá lại đi. Cá ơi, cá bơi lại đây. Cá ơi, cho mình nằm mình nấu canh chua cá ơi, Rồi, mất tiêu rồi. Rồi câu đi con kiếm con gì chuột. Nè con bạch tuộc màu vàng nữa nè chuột. Dính chuột bắt luôn à, không thèm câu. Chuột khoái con bạch tuộc. Chuột nó vào được nhiêu rồi, chết được nhiêu rồi nè. Chế ngăn được một giỏ luôn rồi kìa, thấy chưa? Chuột cũng được giỏ luôn rồi nè. Đó. Chuột một giỏ luôn. Cái con cà. Thế này mà buồn ngủ rồi trời. Thế này mới 7 giờ buồn ngủ rồi cả nhà, hôm nay đi sớm. Trời nó giỏi tiếng mấy đồng hồ rồi đó cả nhà. Câu được quả trứng vịt luôn ghê quá. Câu nó vậy được hai chứ. Được rồi. Cái muối nó câu chị ba hỏi kìa, chị ba hỏi con kìa. Được rồi. Vậy dạ. Yếu nhà nữa không? Giao hết cái này rồi đi uống cà sữa. Câu nữa gì vậy? Ai bao? Mẹ. Mẹ bao hả? Mẹ làm gì có tiền mà mẹ bao? Mẹ bao, mẹ bao á. Mẹ giặt rau bỏ chuột vô. Là mẹ bao. Anh cứ trứng lại đây đi. Ừ. Cái được ba chứ. Đây. Anh cứ trứng lại đây cho bạn mình đi. Trứng ơi, lại đây cho tôi kho ăn thôi. Trứng ơi. Chính ơi, Chính ơi. Ôi, trời, sao có tự nhiên ngồi đây mà ngủ dữ vậy trời. Kìa con cá sấu kìa, chị ba đưa cá sấu kìa. Cái cá này lâu lắm rồi, cá này cá cũ không cả nhà, không có cá mới cả nhà. Câu rùa. Chuột ơi, về được chưa con? Hả? Ủa cà sữa. Mày bay đâu cái nè, đó. Hai ba đứa. Từ sao đổ vô rồi, chưa đầy giỏ mà ổ quen qua hả? Rồi, chị ba ngồi câu con chuột luôn rồi. Giờ tới chị ba câu rồi. Đó. Trời ơi, cái gì vậy? Tới chuột rồi. Rồi chuột bắt. Chuột bắt vô cho nó nhanh nè kìa, nó. Đi nè, bắt câu đi. Nó giờ cái câu rồi. Đó, thấy chưa? Đó, mày câu đó, câu chưa? Câu rồi đó. Đó, kìa. Đó, giờ tới mấy chuột. Chừng ướt cái mít chuột ơi. Câu đua mà câu này đó, giờ tới giờ hốt luôn rồi. Hai đứa. Rồi. Yeah! Thắng chưa? Thắng rồi. Thắng rồi hả? Yeah. Chơi chưa?
đổ vô chơi nữa đó. Ước mình đó nha. Rồi rồi đây, tới bà này nó sốt rồi, tới bà này nó sốt rồi. Rồi rồi. Đây. Rồi. Chờ nước ra ngoài đó con, dắt nước khô con. Ước mình em chị ơi. Rồi. Ừ, rồi, nước đổ. Okay. Quậy banh hồ cá luôn rồi, ba đứa, bốn đứa nó quậy banh hồ cá của bà ấy luôn rồi. Ok. Bốn chị em chuột quậy banh hồ cá rồi. Rồi, xong. Ừ. Dục bỏ gỗ luôn. Thôi con ơi, con lớn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Thì làm gì vậy? Con làm gì vậy? Con nhà banh. Hả? Con nhà banh. Câu nhà banh luôn hả? Ba câu cá vậy đó, con đi câu nhà banh hả? Ừ, đó đó. Rồi, trời ơi. Thôi, 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 rồi. Được. Rồi, đi về được chưa? Về. Rồi. Đi về được rồi. Rồi, chả cần đi, sắp vỏ, chị ba sắp vỏ, chả kìa. Chuột ơi, chị ba sắp vỏ, sắp cần, chả trả cho kìa, con sắp cần đi trả cho cô đi. Rồi, sắp cần đi trả cho cô. Chút xíu à, 5-10 phút à. Rồi. Thôi đi uống trà. Trời, mẹ trả tiền cho cô cái nè, trời, mẹ tính tiền trả cho cô cái, đi đi về. Về rất dính bản quyền. Con không chơi mẹ ông, tôi lớn đâu mẹ. Mẹ ơi, con chỉ tôi tưởng con không tôi lớn. Cái gì? Con tôi con nhỏ hả? Nhưng mà con tôi đã rồi, con chơi xấu. Con tô đã đường nhỏ, con không tô chân bự biết rồi, nhưng mà con tô cái đồng hồ con chơi xấu, con tô thấy ghê à, con tô không có đẹp, nhưng mà con tô à, con tô không có đẹp mà con đòi tô cái gì? Ủa con chỉ tô màu xanh mà mẹ. Hả? Con chỉ tô màu xanh mà. Thôi không tô nữa đâu ha, thôi mai mình nó tô, giờ tối rồi mình đi về. Thôi thôi mà tô mà. Mệt rồi mấy chị chơi nó giờ mệt hết trơn rồi kìa, đi về đi, mai lên tô, mai mốt mày trở lên đây tô nha. Không, nhưng mà cũng về nè, về nè. Hả? Về ngủ đi. Bây giờ về ngủ đi rồi sáng mai mẹ chị còn chở đi chơi nữa, còn không có lì là mẹ nghỉ vô đi chơi á. Nhưng mà có nhưng mà có được mà. Thôi tôi tượng của tôi xấu quá à. Không, con chỉ tô màu xanh. Thôi. Con chỉ tô màu xanh mà. Ôi, trời không giữ với mẹ ha. Để bắt con tay, phải bắt con tay đứng giờ muốn không? Muốn không? Muốn không? Coi chuột không giữ kìa. Coi chuột lì, chuột đánh mẹ kìa. Chuột đánh mẹ rồi, chuột đòi tư tưởng. Con tô có chút xíu à, rồi con bỏ, rồi con tô tùm lum màu hết trơn á, con tô xấu lắm, con chưa biết tô. Con biết tô mà mẹ, con nhỏ con tô tượng nhỏ mà. Cái tượng nhỏ là nhiêu chị? Thôi tượng nhỏ thì 15 ngàn thôi, không chơi đâu. Mắc mẹ hết tiền rồi, mẹ hết tiền rồi. Mẹ à, mẹ hết tiền rồi, thôi giờ đi về nè, giờ đi về. Nhưng mà rồi bỏ không quay em đi con, không trơn à. Bỏ chuột đi, bỏ chuột luôn, bỏ chuột luôn. Nhưng mà muốn trơn à, nhưng mà muốn trơn, nhưng mà muốn trơn được mà. Mẹ không cho tô nữa mà giờ đi về. Nhưng mà muốn trơn được mà. Không, bữa nay mẹ không cho tô. Nhưng mà muốn trơn được mà. Rồi như là mẹ bé ba chuột nha, mẹ đi về nha. Không chịu về cả nhà. Rồi tôi tượng mà nó tôi xấu lắm, mẹ không cho nó tôi. Kìa mẹ. Hả? Để cho mẹ không vô đường đó. Rồi chạy xe đi, đừng nói về đi. Đi vô chạy xe đi, đừng nói về. Nó không chịu về cả nhà, nó đòi tôi tượng. Bị bỏ rồi, chuột bị bỏ lại rồi. Chuột bỏ lại rồi. Dám đánh mẹ luôn mà. Coi kìa. Đi với mẹ kìa. Mấy ba ăn mà cô chú đi. Mấy ba ăn mà cô chú đi con đi. Nó chơi nãy giờ cũng đã xong rồi cả nhà ơi. Đây nè con quay đây con cảm ơn bà nè chuột à. Rồi sao con đi xe đó hả? Chị ba chở được không? Hả? Mấy đứa quay mặt lại coi. Mấy đứa quay mặt lại cảm ơn bà đi. Nè chuột cảm ơn bà đi con. Cảm ơn ông bà chú cháu mà có ông chuột mà các bạn. Con chú cần bà ra rồi đang tới mà chú sẽ con có tiền con chữa. Đó, rồi thôi mấy đứa mấy bạn bà đi. Thôi cả nhà ơi, nãy giờ em cũng đã chơi, nãy giờ cũng đã lâu rồi. Giờ thôi em cũng xin đi về. Ủa, tôi chơi cái nón nè. Xin chân thành cảm ơn bà cô chú. Tôi chơi cái nón nè. Ủng hộ mấy mẹ con em nha. Cả nhà ai có yêu quý cho anh em nhớ cho em xin một like, nhớ chia sẻ cả nhà. Bye bye.